Xin kính chào tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm lịch, là ngày rằm Trung thu. Xin kính chúc tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể các bạn trẻ làm nữ thanh niên cũng như các cháu nhỏ có một ngày Trung thu thật là đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Khả năng ô tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ An Lão, Hải Phòng. Số điện thoại của Khả năng là 0326062789. Hiện tại em đang có mặt tại bãi xe tầm 7.000m2, 3.000m thôi, nói phép là 7.000. Em review cho mọi người một loạt những chiếc xe đang còn có mặt và bao nhiêu tiền thì em xin báo giá nhanh để mọi người đến xem và mua. Liên hệ trực tiếp với Khả năng qua số điện thoại 0326062789. Mọi người làm ơn nếu chưa đăng ký kênh, lần đầu xem kênh, hãy đăng ký kênh giúp Khả năng ô tô bằng nút đăng ký đỏ đỏ đấy anh em nhé. Hoặc là các bác nào đã xem kênh em nhiều rồi thì hãy ấn nút chia sẻ cũng như ấn nút like để cho Khả năng ô tô đến được với tất cả mọi người hơn, nhiều hơn, hoặc là ủng hộ với Khả năng rất nhiều hơn. Thì bên em đang rất là nhiều những mẫu xe vừa về hoặc là cũng chưa kịp lên sóng cho mọi người, thì em xin làm cái video báo giá chung tập thể những chiếc xe đang có mặt ở đây để mọi người có thể tiện và mua và xem, đến và xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Khả năng ô tô. Liên hệ trực tiếp với Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Nhân tiện đây thì xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tất cả các quý vị, cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng Khả năng ô tô trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em sẽ xin báo giá review nhanh nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tham quan cái dòng xe cỡ nhỏ hatchback một đầu đây. Đầu tiên là chiếc Kia Morning 2015, giá hiện tại bên em đang chào bán chỉ còn 213 triệu đồng thôi. Rất là rẻ, màu trắng, biển 88A, tên tư nhân rồi, đời 2015, động cơ 1.25 nhá, số sàn. Và giá hiện tại bên em đang chào bán là chỉ có 213 triệu đồng. Chiếc xe Kia đời 2015, đời rất là cao và sử dụng động cơ 1.25 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Dòng xe cỡ nhỏ này nó chỉ 5 lít rưỡi trên 100km thôi, rất là tiết kiệm. Mọi người đến xem xe trực tiếp liên hệ Khả năng. Đó, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc xe Hyundai Getz đời 2008 ạ. 208 số sàn, hiện tại bên em đang chào bán có 140x thôi, 145 triệu anh em ạ. Đã bao rút hồ sơ cho mọi người nhá. Giá trên đã bao rút hồ sơ cho mọi người rồi. Màu xanh lá mạ, động cơ 1.1, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đó, bản đủ, có túi khí. Chiếc này biển Điện Biên, biển Lai Châu, 27 ở đâu ấy nhỉ? Điện Biên anh em ạ, hình như Điện Biên thôi. Anh em nào nên hệ trực tiếp với Khả năng để xem xe nhá. Tiếp theo là chiếc Getz biển Hà Nội đời 2009 số sàn, hiện tại bên em đang chào bán ở một giá 155 triệu đồng. Đời 2009, nếu anh em nào xem em có báo nhầm trên video là vì rất là nhiều xe, không ai mà nhớ hết được. Vậy thì bà con cô bác nào mà cảm thấy những chiếc xe nào ở đây nó vừa tiền thì cứ liên hệ trực tiếp với Khải Đăng để đọc lại biển số, hoặc là anh em chụp lại ảnh màn hình như này, mọi người gửi cho Khải Đăng ô tô thì em sẽ trả lời mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và hiện tại thì Zalo của Khải Đăng đã đầy mất rồi. Anh em nào mà kết bạn hoặc là muốn nhắn tin cho Khải Đăng thì anh em có thể cứ nhắn tin bình thường nhé. Còn các bác nào muốn gấp quá thì anh em cứ gọi trực điện trực tiếp cho Khả năng ô tô thì em sẽ tiếp cho mọi người. Đây là chiếc Chevrolet Spark đời 2015, phiên bản số sàn, động cơ 1.0. Chiếc Chevrolet Spark form siêu nhân màu vàng, biển Hải Phòng. Và hiện tại bên em chào bán chỉ còn 155 triệu đồng thôi ạ. Rất rẻ, đời cao, 155 triệu đồng. Đấy, chở 5 người, vẫn hoạt động bình thường, không có đâm va, cọ quẹt, không có ngậm nước. Cam kết viết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con nên bà con hoàn toàn yên tâm. Em sẽ báo giá nhanh, động cơ và cái giá tiền cũng như là cái màu sắc cũng như là cái thông tin một chút thôi. Bà con nào đến xem xe thì cứ liên hệ với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789 để biết thêm chi tiết nhé. Chiếc Kia Morning đời rất là cao, đời 2018 gần như mới nhé, máy số zin hết. Keo chỉ zin, cột kèo zin, máy số zin. Chiếc Kia Morning đời 2018 màu hồng đỏ, đỏ hồng. Biển 19A18615. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 236 triệu đồng, số sàn, động cơ 1.25. Đã lên đủ đồ như đang đúc màn hình. Rồi thì đăng kiểm rất là dài anh em nhé. Liên hệ trực tiếp Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Tiếp theo em vừa về một chiếc Hyundai Getz, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009 và tên tư nhân. Động cơ 1.1, không taxi dịch vụ, xe rất là đẹp, biển 89A09138, không taxi anh em nhé. Và giá bán hiện tại bên em đang chào bán là 176 triệu đồng cho phiên bản không taxi đăng kiểm tháng 5 năm 2021. Không taxi thì anh em nhìn là nước sơn bên ngoài rất là đẹp. Đấy. Đầu đít, keo chỉ, cột kèo là nguyên zin luôn, không hề đâm đụng. Cam kết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con khi liên hệ trực tiếp với Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Vô lăng không
Một cái bọc vô lăng nhìn rất là xấu luôn. Em sẽ bọc vô lăng mới cho mọi người nếu mọi người lấy chiếc xe này. Thì đây anh em này, vô lăng có túi khí và không có đâm va quọ quẹt, nên là không có taxi, nên là nó không có độ mòn, không khoan đục anh em nhé. Rất đẹp. Đấy, keo chỉ zin cả xe và có cả vách nỉ nguyên bản theo xe. Ghế bọc da rồi. Sơn xi bên ngoài màu xanh theo nguyên bản theo xe. Có thể toát lại một chút rồi. Cột kèo nguyên zin luôn, không hề có đâm va quọ quẹt gì. Mọi người cứ lấy thì liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Morning màu bò húc thì vừa Khả Năng Ô Tô mới mua về. Đời 2011, hiện tại thì bên em chào bán có 132 triệu đồng thôi ạ. 132 triệu đồng, động cơ 1.1 đời 2011 màu vàng. Lốp đang thủng kia bên em biển từ Hà Nội tên Tư Nhân. Đấy. Đã lên đủ đồ rồi, đã có màn hình can nùi cũng như là cái đèn trước đèn sau ốp đây, phụ kiện đầy đủ, mè mưa, tay nắm cửa đẹp, chân kính chrome hết rồi, xe rất là sạch sẽ. Đổ xăng vào chạy thôi nhé, không cần làm gì thêm. Mức tiêu hao nhiên liệu tầm 5,5 lít trên 100 km, động cơ 1.1. Tiếp theo là chiếc Mazda 626. Mazda 626 này, thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đời 2020, đời 1999. Đó, và hiện tại bên em đang chào bán là hơn 100 triệu, 115 triệu đồng. Đấy, keo chỉ zin. Xe cái dòng Mazda này máy rất là lành nhé mọi người nhé. Mọi người có thể nghiên cứu dòng này về làm xe dịch vụ hoặc là xe gia đình cũng rất là ok. Vì nó bền bỉ và nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 2.0 nhưng nó chỉ rơi vào tầm 9 lít trên 100 km thôi. 8-9 lít đấy. Báo chuẩn cho mọi người để mọi người đến và xem xe, liên hệ trực tiếp Khả Năng. Đấy, giá có giảm khi liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với chiếc xe Kia Morning phiên bản số tự động. Động cơ 1.1. Chiếc Kia Morning màu đen biển 37AS này, 9706. Kia Morning số tự động hiện tại bên em còn một chiếc này thôi sao ấy. Một chiếc thôi. Đó, cái này thì màu đen và một chủ từ mới, không taxi dịch vụ, số tự động rích rắc. Đấy, máy eco. Nên dòng này nó tiết kiệm nhiên liệu lắm ạ. Nên nó chỉ là 5,5 lít trên 100 km thôi. Có thể là 6 lít tùy theo bà con đi. Bà con mà đi trong phố thì không ai tính được nhé. Nếu bà con đi tính hỗn hợp thì nó tầm 6 lít. Vì đó là số tự động mà. Sơn xi rất là căng sạch sẽ. Có túi khí và có xi nhan gương tích hợp, có điều hòa auto. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán là 210 mấy triệu đấy anh em. Đấy, liên hệ trực tiếp để lấy giá tốt cho chiếc này. Và vừa về thì bên em có về một chiếc Hyundai 10 đời 2017, một chủ từ mới, động cơ 1.0, 5 chỗ ngồi. Và hiện tại bên em đang chào bán là 293 triệu đồng, màu đỏ sơn zin, keo chỉ zin, máy móc số zin hết anh em. Zin hết, không taxi dịch vụ, cam kết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con là không có taxi dịch vụ. Xe rất là đẹp. Biển 38A015990. Chiếc này thì anh em không hề dịch vụ nhá, rất là đẹp, cứng cáp để cho bà con lựa chọn làm xe gia đình. Đó, rất đẹp, sơn zin tầm 98,8% thôi. Và 1/2% thì thước sát tỉa toát thôi. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021, một chủ thứ mới tên Tư Nhân. Đó, có bác người Hà Tĩnh, bác mang xe tận ra đây bán và mua xe bên em. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc i10 màu trắng đời 2014 bản đủ 1.0. Hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 245 triệu đồng. Đó, bản đủ nhé, màu trắng. Biển 34A29984, chiếc Hyundai 10 nhập khẩu Ấn Độ. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu 1.0 thì nó chỉ rơi vào tầm là 5,5 lít trên 100 km thôi. Rất là tiết kiệm, bản đủ có túi khí và phanh ABS. Na răng đúc, gương kính điện cụ xe, xi nhan gương. Tiếp theo chúng ta cùng đến với chiếc Kia Morning đời 2014 với mức giá 196 triệu đồng. Động cơ 1.25, số chỗ ngồi là 5. Và tên Tư Nhân biển Nghệ An. Chiếc này hiện tại thì bên em chào bán 196 triệu đồng thôi ạ. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021, động cơ 1.25, xăng tầm 5,5 lít trên 100 km. Rất là tiết kiệm. Còn các bác là có thể các bác yêu thích cái dòng xe. Dòng xe mà nó thương hiệu đình đám, mà nó nổi tiếng ngày xưa. Chiếc xe hoài niệm đây 1993, chiếc Toyota Cressida. Xe sang của dòng xe Toyota đời 1993, đăng ký lăn bánh lần đầu 1994. Nhập khẩu anh em nhé, nhập khẩu Nhật. Nhập khẩu Nhật. Động cơ là 2.2. Chiếc Cressida này 2.2 anh em ạ. 2.2 2.4 nhỉ. Khả năng là 2.2 đấy, em chưa xem đăng kiểm nên là cứ báo cho bà con là 2.2. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021 biển Hải Phòng. Xe của anh em nhà đất ở dưới Hải Phòng, anh em để cho. Sơn xì cực kỳ căng bóng và đẹp, nội thất như mơ anh em nhé, như mơ luôn. Và giá thì bên em bán rất là cao. Ở đâu đó mọi người có thể mua chiếc xe này giá rẻ thì em không biết, nhưng mà chiếc xe này nó keo chỉ zin cả xe. Keo chỉ zin cả xe này, anh em nhìn này. Ghế nỉ nguyên bản, tất cả đều nguyên bản hết nhé. Mọi người có thể đến và xem xe thì trực tiếp tại địa chỉ quán não Hải Phòng, Khả Năng Ô Tô.
Đó, nguyên bản hết, không mất một cái gì cả, rất là nguyên bản. Đấy, điều hòa, cửa gió các kiểu, keo chỉ zin đấy, sơn si sạch đẹp, anh em nhìn này, rất là đẹp đẽ. Tất nhiên theo năm tháng thì một số chỗ nó không được ưng, nhưng mà mọi người có thể biết được cái dòng xe này là dòng xe sang, dòng xe của nguyên thủ ngày xưa anh em nhé. Đó, đỏ lư này, ghế nỉ nguyên bản, đẹp lắm. Dòng này phải mọi người chơi xe thì mới hỏi nhé. Các bác nào chơi xe hoặc là yêu cái thích cái sự cổ kính hoài niệm của nó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp Khả Đăng để lấy chiếc này về. À, với giá anh em liên hệ trực tiếp để lấy giá nhá, chứ không báo giá. Có thể mọi người sẽ báo giá và mọi người sẽ nói là úi giời ơi thế nọ thế cha, nhưng mà nói thật với mọi người mua được cũng rất là khó anh em ạ. Đây, tiếp theo là chúng ta hãy cùng đến với chiếc Nasati CDX. Tức là CDX là dòng xe số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, đời 2009 hoặc 2010 gì đó, biển 34. Em xem lại tí thông tin nào, thông tin anh em dám liên yết trên kính cửa đầy đủ cho bà con cùng lựa chọn nào. Máy đang lổ anh em ạ, khách đang xem hay sao ấy. Chết rồi, sao lại lấy gimbal nó hỏng à. Đây, 34A04230, đời 2009, tự động Hàn Quốc, 247 triệu đồng, động cơ 1.6, bản đủ túi khí, phanh ABS, na đăng đúc, cửa sổ trời. Động cơ 1.6 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, về nội thất rất là sang trọng, và cái dòng này thì nó nhìn rất là đẳng cấp hơn so với những cái dòng xe số động khác. Và giá chỉ có 247 triệu, quá rẻ cho đời 2009 anh em. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Morning đời 2015, biển 35A18372. Chiếc này hiện tại bên em đang giảm giá chỉ còn 213 triệu đồng thôi ạ. Động cơ 1.5, đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Rất là dài và miên man. Mọi người có thể liên hệ với Khả Đăng để lấy những chiếc xe Kia Morning bên em về. Đó, đã có na đăng đúc, màn hình, nội thất mới, sơn si căng đét rồi, không cần làm gì thêm cả. Đổ xăng vào chạy lên đường với mức giá là 213 triệu đồng, đã bao rút hồ sơ. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Toyota Innova đời 2007, bản G xịn, không taxi dịch vụ, đăng ký lần đầu 2007, và biển Hà Nội, tên tư nhân, và lưng form 2010 rồi. Cái form này là form 2010 mới có form này. Nhìn rất là cứng cáp và đẹp đẽ. Chiếc này hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 269 triệu đồng cho một chiếc xe không có taxi dịch vụ nhé, xe rất là đẹp, cứng cáp. Đó, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp Khả Đăng để lấy chiếc này qua số điện thoại 0326062789. Vừa về thì em có về một chiếc Nissan Livina, Grand Livina 7 chỗ ngồi. Đấy, dòng xe 7 chỗ cỡ nhỏ, hơi nhỏ nhỏ hơn so với Innova một chút, nhưng giá rất là rẻ và hợp lý, mọi người cùng lựa chọn làm xe gia đình. Đời 2011 nhé, bản đủ có túi khí và phanh ABS, biển Hà Nội, tên doanh nghiệp tư nhân của công ty gì đó ấy, anh em ạ, tư nhân thôi. Đấy, người ta mua, người ta đóng vào tư nhân, rất là đẹp, cứng cáp và 7 chỗ ngồi ạ. Đấy, về thì bên em vừa dọn tí sơn tỉa xong thì bên em sẽ cho đi đánh bóng bóng nội thất, thì em sẽ lên sóng mọi người trong một ngày gần đây. Các bác nào quan tâm đến dòng xe này có thể liên hệ trực tiếp Khả Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Nissan Sunny, Nissan Grand Livina. Đấy, 7 chỗ ngồi nhé, 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có 226 triệu đồng thôi ạ. 226 triệu đồng sở hữu một chiếc xe đời 2011. Đấy, bản đủ túi khí, phanh ABS, đi sướng hơn cả Innova anh em ạ. Anh em đến trải nghiệm thì sẽ xem lên chiếc này. Đó, rất đẹp, biển Hà Nội luôn. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021, rất dài. Hàng hiếm thì bên em hiện tại đang có một chiếc Hyundai Verla máy dầu đời 2008 nhập khẩu anh em nhé. 205 triệu đồng động cơ 1.5 máy dầu. Không, động cơ 1.5 vài máy dầu và 5 chỗ ngồi em ạ. Đấy, nó rất là đẹp. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán là 205 triệu đồng, đăng kiểm tháng 10 năm 2020. Dòng Verla máy dầu và ghét máy dầu là hàng hiếm anh em nhé. Vì sao ạ? Vì cái dòng này động cơ 1.5 mà dầu nó chỉ ăn tầm 4 lít trên 100 km, dầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp cho các bác làm xe gia đình hoặc làm xe dịch vụ, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Vừa về thì em có về một chiếc BYD, đấy, thương hiệu của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, nhập khẩu hàng Trung Quốc nguyên nguyên chiếc, động cơ 1.0, đấy, đời rất là cao anh em ạ, đời 2011, và hiện tại thì bên em đang chào bán với 105 triệu đồng. Phiên bản này là phiên bản đủ nhé, lần trước em có màu đỏ. Màu đỏ thì em bán với giá 95 triệu, nhưng đây là bản đủ. Bản đủ gồm có túi khí, phanh ABS, na đăng đúc. Chiếc này và biển 34A15992. Đấy, màu trắng sơn rất là đẹp, phù hợp cho chị em phụ nữ nào yêu thích cái màu trắng này đấy ạ. Đấy, số sàn nếu anh em có lăn tăn với dòng Spark thì theo em mọi người lên lấy chiếc BYD
của Trung Quốc này để đi, vì nó rất khá là lành và đẹp, khá là lành nhá. Với giá hơn 100 triệu đồng, mọi người không thể mua được chiếc nào đời cao hơn chiếc này luôn. Đời 2011 mà giá chỉ có 105 triệu đồng mà thôi. Năm mà đã có bản đủ và túi khí và phanh ABS, phanh chống bó cứng đầy đủ hết rồi. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789. Đó, đây vừa về một chiếc Toyota Vios màu trắng, rất nhiều người hẹn đặt đây ạ. Đó, lên full đồ rồi anh em, có thể nhìn thấy full đồ rồi. Biển xe đi đăng ký, tức là hồ sơ cầm tay. Chiếc này có thể là đời 2014 hoặc 2015. 2014 thì giá là khuôn tầm 300 nẻ mấy triệu, 2015 thì tầm 312 triệu đồng. Để cho mọi người đến và xem và mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789. Chiếc màu trắng này động cơ 1.3 số sàn, và bên em đang chào bán ở mức giá là trên 300 triệu đồng. Giá chính thức thì bên em chưa có dán kính vào đây. Thì các bạn nào có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô để lấy chiếc xe này. Cam kết cho bà con là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước, sơn xi căng đét, máy số zin theo xe anh em nhé. Là đang đúc túi khí phanh ABS. À không có túi khí. À đâu, có túi khí và không có phanh ABS nhé. Động cơ 1.3 thì có hai túi khí và thiếu cái bộ phanh ABS. Vì thế nên nó mới giảm với nó mới rẻ hơn tầm 4 đến 50 triệu so với phiên bản đủ bản E. Đó, quý các bác quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng để lấy chiếc xe này, hoặc lấy hình ảnh chi tiết cũng như là giá bán chi tiết của chiếc Toyota Vios đời 2015 hoặc là 2014 gì đó, anh em chưa dán kính em cứ báo trực tiếp trên livestream này. Mọi người xem thì có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng để lấy chiếc xe này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với dòng xe tập lái rất là đẹp nhé. Chiếc Mazda 323, thương hiệu Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Nhập Nhật luôn, đời 1995. Mà sơn xi anh em có thể nhìn thấy cái phần sơn xi nó rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020, xem miễn phí bao đăng kiểm cho mọi người. Với mức giá 48 triệu đồng, máy nổ, còi kêu, điều hòa mát. Mọi người dòng này tập lái, bà con có thể liên hệ trực tiếp với Khải Đăng để lấy chiếc này về làm xe tập lái, xem xe gia đình. Quá là ok, với mức tiền hiện tại bên em đang chào bán chỉ có 48 triệu đồng thôi ạ. Đấy, 48 triệu đồng thôi. Tên tư nhân biển Quảng Ninh. Đó mọi người này, đây. Đề phát lỗ ngay mà máy số rất là ngon anh em nhé. Đi 100 km/h, em bao test 100 km/h. Có màn hình rồi, ghế bọc da, sơn xi rất là căng và sạch sẽ. Anh em nhìn này, đó, rất là sạch sẽ luôn. Hiện tại bên em đang chào bán với giá là 48 triệu đồng thôi nhé. Lấy đô là 48 triệu đồng thôi. Sơn xi rất là căng và sạch sẽ. Máy lỗ ngon, điều hòa mát, động cơ 1.6 323 mà, 1.6 thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu để mọi người làm giảm xe tập lái hoặc là xe tránh mưa nắng, chở con cháu đi học. Với mức giá 48 triệu đồng, đã báo rút hồ sơ. Đó, không rút hồ sơ sẽ ra cho bà con một chút để bà con cùng lựa chọn và nghiên cứu. Hiện tại thì bên em sắp về một bộ đôi Matiz, nó rơi vào tầm 60 triệu thôi mọi người nhé. 60 triệu một Matiz đời 2006, đời 2007 cơ. Rất là cao đời. Đó. Đây. Chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Morning biển 29A 60882. Chiếc này vừa về và hiện tại thì bên em chưa đưa ra giá bán và chưa biết là đời bao nhiêu đấy ạ. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021, rất là dài luôn. Màu bạc. Hình như chiếc này vừa về. Em biết rồi, con này đời 2012 anh em nhé, đời 2012. Nhưng mà đời 2012 nó theo nguyên tắc xe Việt Nam thì nó là form cũ, nhưng chiếc này cuối 2012 thì nó lên form mới, nó đẹp như thế này đây ạ. Chiếc này bên em đang bán tầm dưới 190 triệu anh em, tầm 188 triệu đồng thôi. Tầm đấy anh em nhé. Tầm khuôn đấy thì bên em sẽ rao bán cho mọi người. Nói thật với mọi người, làm xe thì bọn em mong muốn là có lời. Thì những chiếc xe như này bên em mua về là bán có lời, chứ không phải là bán chơi hoặc là bán vui. Nên là mọi người có thể tham khảo tất cả giá bán từ các nơi và đến xem xe bên em. Còn bên em có thể cam kết cho bà con được là xe này, chiếc xe này, Kia Morning này không khoan đục. Đấy, nó khoác hoàn toàn với chiếc xe khoan đục anh em nhé. Chiếc này là không khoan đục, biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy, một chủ từ mới hay sao ấy, hình như thế. Đăng ký lại là hai là 2018 nhưng mà không khoan đục, rất là dài. Và giá bán hiện tại đều dưới 190 nhá, 188 đến 189 triệu đồng thôi ạ. Đấy, để cho mọi người. Đó, đời 2012. Ở đây thì em còn một chiếc Kia Rio biển Hà Nội đời 2016, đăng ký là đầu 2017. Chiếc xe này rất là đẹp, máy số zin, keo chỉ zin, không hề có đâm va cọ quẹt ngập nước, để cam kết cho bà con. Đó, là đang đúc túi khí phanh ABS 30E2823. Và hiện tại bên em đang chào bán là 338 triệu đồng thôi ạ. Đã bao rút hồ sơ cho mọi người rồi nhé. Đó, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng. Đó. Dạ, không phải là khoe đâu ạ, nhưng mà em chùm xe cỏ miền Bắc anh em nhé. Rất là nhiều xe, rất nhiều những mẫu xe bên em đã bán về cho các bác trong miền Nam, trong không cần xem xe, nhưng con Hyundai Getz trắng này không cần xem xe, các bác chuyển ra ngoài này mấy trăm triệu đồng anh em ạ. Đó, đây cái chiếc con Kia Vios này cũng thế. Anh em không cần xem xe, chuyển 50 triệu tiền cọc này. Con này về Quảng Ngãi sao nhỉ? Con
Vios kia hình như về Quảng Ngãi, nhưng mà trong mạng miền trong em chưa biết chính xác về đâu, nhưng mà anh em đã bán vào trong miền trong Vios GD 2005 cũng như là Mitsubishi Jolly về Quảng Ngãi này đó. Các bác không cần ra xem xe, mọi người có thể tin tưởng khả năng ô tô rất là nhiều. Đây, chiếc này là vào miền Nam, những chiếc xe mà không có biển ở đây gần như bên em đã bán vào miền Nam rất là nhiều rồi, vì nếu hồ sơ đã về tay rồi, em chỉ có đợi xe lồng thôi là lên lồng phục vụ cho các bác trong miền Nam đó. Vậy thì các bác trong miền Nam có thể tin tưởng khả năng ô tô đặt cọc ra ngoài này mua xe bình thường anh em nhé. Đây là chiếc Nissan Bluebird đời 2009 số tự động, động cơ 2.0, chiếc Nissan Bluebird nhập khẩu này. Chiếc này động số tự động, động cơ 2.0 và tên tư nhân biển Hà Nội. 99 hay là 29 nhỉ? Vắng mắng. 29 là biển Hà Nội và hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 298 triệu đồng nhé. Đời 2009 số tự động giảm giá chỉ còn 295 triệu đồng thôi. 5 chỗ ngồi. Đăng kiểm tháng 12 năm 2020, rất là đẹp. Đó. Dòng 7 chỗ vài chục triệu thôi thì bên em sẽ review cho mọi người một chiếc xe có vài chục triệu đồng thôi ạ. Chiếc xe 7 chỗ Fiat thương hiệu Ý, Fiat Doppler. Chiếc Fiat Doppler biển 36A19922, chiếc này hiện tại bên em đang chào bán chỉ có 68 triệu thôi ạ, 7 chỗ ngồi nhé. Máy số rất là ngon, chạy rất là ngon, điều hòa mát, nội thất keo chỉ gần như zin hết anh em này, nhìn rất là đẹp. Đó, sơn nằm trong gần như zin 100% luôn, rất đẹp và xuất sắc. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là chỉ có 68 triệu đồng cho một chiếc xe 7 chỗ đời 2003. 2003 nhé, 7 chỗ ngồi này anh em, trần nỉ này, ghế da. Xong rồi máy số rất là ngon, điều hòa mát. Đấy, chạy từ Thanh Hóa về đây không rất là ok anh em nhé. Cái cửa trượt rất là ngon này. Đấy, anh em vừa thay quả lốp chưa bỏ xuống cốp được, để cho mọi người cùng xem. Cái phần nội thất của chiếc xe này rất là sạch sẽ rồi. Với 68 triệu đồng với 7 chỗ ngồi. Mọi người có thể liên hệ ngay với khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Ở rất là nhiều xe nên bên em xin phép được quay nhanh một chút để mọi người cùng tham khảo nhé. Chevrolet Captivan máy dầu đời 2010, biển Hà Nội tên tư nhân. Đó. Máy số thì mà zin nguyên, nhưng về bên em vừa làm máy xong. Mọi người đừng có mua máy dầu mà zin nhá. Máy dầu mà zin mà cứ tầm 8 đến 15 mọi người phải làm máy. Thì làm máy rồi thì mọi người rất là an tâm, và bên em vừa làm máy hết mấy chục triệu cơ. Rất là an tâm rồi mọi người, đi đảm bảo cho mọi người từ máy móc tầm 2 năm mọi người, bảo hành cho mọi người 1 năm. Không phải làm gì cả nhá. Máy dầu đời 2010 hiện tại bên em đang chào bán 365 triệu đồng. Mọi người có thể tham khảo giá bán trên các trang mạng uy tín tùy theo mọi người nhé. Tiếp theo là chiếc Mercedes-Benz đời 2008 Mercedes E200 đời 2008 biển Hà Nội tên tư nhân. Dòng này thì không taxi dịch vụ gì rồi, động cơ có 1.8 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ rơi vào tầm 8-9 lít trên 100 km. Và hiện tại bên em đang chào bán 355 triệu đồng, đã bán rút hồ sơ. Đấy, Mercedes nó vẫn là cái thương hiệu đẳng cấp đình đám màu ghi xám này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với chiếc Corolla G và 146 triệu đồng đời 2003 tên tư nhân. Đấy, bên em đang chào bán chỉ có 100 đi anh đi thoải mái. 146 triệu đồng đời 2003 Corolla G nhá. Có bớt khi bà con liên hệ trực tiếp khả năng. Tiếp theo là Chevrolet Captivan biển 15A62470, chiếc này hiện tại vừa về sao mà anh em chưa có dán giá ở đây. Số sàn hay số tự động nhỉ? Số sàn chắc là đời 2007 là 8 gì đó, khuôn hơn 200 triệu đồng, 218 hoặc 220 triệu đồng gì đó anh em nhé. Đó. Có đặc biệt giới thiệu cho mọi người nhé. Mọi người hãy liên hệ ngay với khả năng ô tô để giữ chiếc xe này. Hiện tại bên em sẽ cho đi sơn tỉa một chút chiếc xe Gentra đời 2010 đăng ký lần đầu 2011. Giá đâu đó là anh em có thể liên hệ với khả năng để lấy chiếc này. Hiện tại bên em chưa có giá bán chính thức nhé, chưa bán giá bán chính thức, chưa tôi công bố cho mọi người. Nhưng anh em nào đặt cọc thì em sẽ báo giá chuẩn để mọi người chốt ngay trong ngày. Với mức giá hiện tại bên em đang chào bán ăn ngáng luôn tầm đâu đó là tầm 0326062789, vì mình chưa có giá nên là không dám báo chính thức anh em. Đây. Ui, keo chỉ zin cả xe và không taxi dịch vụ, xe rất là đẹp, có màn vật vã này, này, củ số vô lăng không taxi nhìn nó rất là sướng, sạch sẽ, sơn màu đỏ nhìn rất là ưa thích. Đó. 7 chỗ thì bên em có một chiếc xe, hai chiếc xe Chevrolet Vivan rất là rẻ. Chiếc Vivan đời 2008, hai chiếc nhé, một chiếc màu vàng cát, một chủ từ mới đây. Tên tư nhân và bên em đang chào bán là 158 triệu thôi, giảm giá cho bà con 10 triệu đồng để bà con lấy chiếc này. 168 còn 158 nhé. Động cơ 2.0, 8 chỗ ngồi. Đăng ký 8 chỗ ngồi và giá chỉ có 158 triệu đồng thôi để bà con lấy về đi trung thu. Tiếp theo là chiếc Kia Morning đời 2016 số sàn. Rồi em vừa về màu xanh đây, biển 15A26694. Chiếc này hiện tại thì bên em chắc chắn là sẽ chào bán tầm khuôn 220 mấy triệu đồng gì đó anh em nhé. Đó, một động cơ 1.25 màu xanh, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Vừa mới bọc vô lăng xong anh em vừa mang vô lăng đến nắp này. Đấy. Rất đẹp. Số tự động mà đời cao thì hiện tại bên em có chiếc Ford Eco Sport đời Titanium
Titanium là đời phân khúc cao cấp nhất của dòng Eco Sport này. Đời 2015, một chủ túi mới ở biển 12A. Và hiện tại bên em đang chào bán 415 triệu đồng. Rất đẹp anh em. File bên ABS tôi ký đầy đủ hết, cửa sổ lock đầy đủ tính năng an toàn. Tiếp theo chúng ta cùng đi đến hàng hai hàng trên này. Ui, rất là nhiều xe, em báo nhanh một chút nhá. Tối mất rồi. Hyundai Elantra đời 2009 giá chỉ còn 189 triệu đồng. Đã giảm 20 triệu đồng so với giá bán ban đầu. Máy số keo chỉ cực kỳ ngoan, đẹp, đang đúc, đăng kiểm dài. Tháng 3 năm 2021 chỉ đổ xăng vào chạy thôi. Động cơ 1.6 sang tầm 6 lít rưỡi trên 100 km. Toyota Vios màu vàng cát biển Hà Nội, tên tư nhân và đã rút hồ sơ. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán chỉ còn 192 triệu đồng. Chỉ 192 triệu đồng thôi anh em nhé. Động cơ 1.5 và số sàn bên em đang chào bán màu vàng cát này 192 triệu đồng đời 2009. Vios số tự động đời 2014 giá bán chỉ còn 398 triệu đồng thôi. Để bà con lấy vào đi. Số tự động nhé, đời 2014 bản G xịn. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin, cột kèo zin hết, toàn bộ xe bao test hãng cho bà con. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2007, màu bạc và hiện tại bên em chào bán chỉ có 148 triệu đồng ạ. 148 triệu đồng chiếc Kia Cerato màu bạc biển 36A 14139 đó. Cerato 2 đầu nhá. Cerato 2 đầu rất đẹp và đời 2007, số sàn và với giá 148 triệu đồng thôi. Đây là chiếc Vios bản E CVT số tự động đời 2017 và giá bán 439 triệu đồng. Không biết là đã giảm giá hay không hay như nào thì em sẽ cùng quay giá lên miết cho mọi người nhé. 439 triệu đồng đời 2017 số tự động, động cơ 1.5 5 chỗ ngồi, bao test hãng, một chủ túi mới biển Sài Gòn. Tiếp theo là chiếc Kia Forte biển 20A23727 310 mấy triệu đồng thôi ạ. Cái này em không biết chính xác. Đấy, đời 2009 số tự động, số tự động nhá, hơn 300 triệu đồng. Đó, hơn 300 triệu đồng chưa chính xác nhé, bà con có thể tham khảo thêm, liên hệ với em. Số tự động này, anh em sẽ hỏi là Forte số tự động đời 2009 biển 20A này bao tiền em. Đấy, thì em sẽ trả lời cho mọi người. Chứ đừng đọc cái kiểu là 23727 là bao tiền em thì em không biết nhá. Em sẽ đọc là Kia Forte đời 2009 số tự động biển 20A 23727 bao tiền em ơi, thì em sẽ nhớ anh em nhé. Hơn 300 triệu nhé. Đây là chiếc Altis đời 2005 và hiện tại đang chào bán là 245 triệu đồng. 29X một chủ từ mới 1570. Đấy, Corolla Altis động cơ 1.8 nhé, bản đủ túi khí phanh ABS. Đó. Tiếp theo là Vios biển 14A 25815. Đời 2010 form mới và giá bán chỉ còn 265 triệu đồng. Đó, chiếc xe này không hề có taxi dịch vụ, xe rất là đẹp, màu bạc, sơn xi căng đét. Đùi nhiều xe quá. Tiếp theo là Toyota Vios đời 2011 bản limo lân kịch 36A00292, giá chỉ còn là 210 mấy triệu thôi anh em, 218 triệu sao. Ôi mờ mất rồi. 220 triệu anh em ạ, 220 triệu. Để cho bà con 218 triệu. Đó. Tiếp theo là chiếc Hyundai i30. i30 đời 2009 số tự động. Và hiện tại bên em đang bán với 313 triệu đồng, đời 2009 nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động. Động cơ 1.5 2.0 hay 1.5 nhỉ, không nhớ đâu. Xem nào, nói luôn cho bà con, không bà con lại hỏi. Động cơ là 1.6 nhá, 1.6 5 chỗ ngồi, nhập khẩu Hàn Quốc và giá 313 triệu đồng, đời 2009. Vừa về chiếc Hyundai Avante đời biển 17A 02988. 02988 này anh em nhìn này. Đó, bộ công an anh em này, xe của các bác công an đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Hyundai Avante xe 2014 gia đình, động cơ 1.4 số sàn và giá bán là 318 triệu đồng. Không taxi dịch vụ, rất là đẹp, đứng cao. Đây. Đây là chiếc Vios đời 2015. Động cơ 1.3 5 chỗ ngồi. Hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 312 triệu đồng thôi, động cơ 1.3 nhá, biển Hà Nội, tên tư nhân, phun đồ rồi. Đấy, na đăng đúc, túi khí, gương kính điện, cục xòe, xi nhan gương tích hợp, ốp đèn tất cả ốp hết rồi, em làm video riêng rồi. Đấy, Lancetti hiện tại bên em còn 3 chiếc đây. Đấy, đời 2007, 2008, 2009, 2010 bản CDX số tự động. Đó. Một chủ túi mới này, 2009 tự động 248 triệu này. Con này 2009 là 247 triệu này, biển 34 này. Biển 14 này cũng thế, đời 2009 hay sao ấy. À, đời 2010, chiếc này 258 triệu, đó, 3 chiếc. 3 chiếc số tự động nhá. CDX nhá. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc 98H1639 là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản MLX. Đời 2008 hay sao ấy nhỉ? Đời 2009 nhập khẩu Hàn Quốc, động cơ 2.0. Santa Fe thì đi sướng như Santa Fe, 525 triệu đồng nhá. Em sẽ xin phép báo giá nhanh một chút vì xe rất là nhiều, bên em vẫn rất nhiều. Đó, 525 triệu. Chevrolet Captivan số sàn.
Số tự động đời 2008 và giá bán là 255 triệu đồng màu vàng cát. Số tự động là 255 triệu nhé. Máy xăng, động cơ 2.4. Bên cạnh đó là chiếc Captivan, cũng cùng đời, cùng phân khúc thôi anh em. Đó. Đây này, cũng số tự động đời 2007, 2008 gì đó, giá bán tầm 255 triệu. Hai con này không biết là 2007 hay 2008 nhưng nó mờ mất rồi, nhiều xe quá không nhớ nổi. À, Ford Everest máy dầu đây bà con. Everest máy dầu thì bên em đang có cái biển 34A đời 2008 và giá bán đang bán là 298 triệu đồng. Đấy, sản xuất 2008 này anh em nhìn này, số sàn. Và đời 2008 form chứ nhỉ. Đời 2008 và giá bán 298 triệu đồng á. Lên form mới rồi. Đấy anh em nhìn nội thất này. Rất là sạch sẽ đẹp. 298 triệu đồng đời 2008 nhé. Ford Everest. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể nghiên cứu được bộ đôi chiếc Kia Garden máy dầu. Bộ đôi luôn. Đấy, nhập khẩu. Máy dầu thì toàn nhập khẩu thôi anh em. Garden máy dầu đời 2009 số tự động và giá bán 285 triệu đồng này. Bên cạnh đó là chiếc 2007 số tự động đang bán là 313 triệu đồng. Ô, hai con khác nhau hoàn toàn. Con kia 2008 mà lại bán 285 triệu, còn chiếc này 2007 mà lại bán 313 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng khám phá chiếc tiền cao tiền hơn anh em ạ. Úi giời, nó đẹp hơn rất là nhiều. Số tự động nó đẹp hơn rất nhiều anh em này. Đấy anh em nhìn cửa lóc này, úi giời, nội thất như mới luôn nhé. Các bác nào xem xe thì đến trực tiếp địa chỉ của Khải Đăng ô tô An Lão Hải Phòng để gặp gỡ trực tiếp Khải Đăng qua số điện thoại 032 6062 79. Đây có chiếc Innova giá rẻ bất ngờ đời 2006 tên tư nhân biển Hải Phòng, biển xe gia đình nhé. Giá limit bên em đang bán 248 triệu nhưng mọi người liên hệ với Khải Đăng ô tô em sẽ có giá bán chuẩn chính xác nhất một người thôi ạ. Duy nhất một người sẽ mua được chiếc xe này với giá rẻ bất ngờ miễn phí cho bà con khi mà một người xem cái video này. Đến thời điểm này mà bà con nào còn xem video của em thì rất là tâm huyết. Đấy, bà con nào mà muốn mua Innova này giá rẻ thì có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng ô tô. Giá bán 248 triệu đồng, giá cắt lỗ cho bà con luôn nhé. Khi bà con liên hệ với Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 032 6062 789. Garden rất là nhiều, 7 chỗ mà. Kia Garden biển 34 màu bạc. Đó, đời 2009 xe gia đình số tự động bản 2.0 và giá bán 292 triệu đồng. Đó, động cơ đây. Có cửa sổ lóc đây, túi khí phanh ABS. Em còn một chiếc màu vàng cát biển biển 20 nữa ạ, rất đẹp, zin cả xe luôn. Cảm kết cho bà con test hãng và giá tầm 285 triệu thôi. Chiếc mà số tự động đời 2009 luôn nhé, 285 triệu màu vàng cát mà màu rất là ưa chuộng đấy. Đây là chiếc số sàn đời 2010, động cơ 2.0 bản đủ. Túi khí phanh ABS, cửa sổ lóc là 258 triệu. Đó, biển 34A131277 nhé. Đây là Toyota Innova đời 2011 biển 11A04558 và hiện tại bên em đang chào bán chỉ còn 308 triệu đồng. Đời 2009 thôi. 308 triệu đồng vì xe rất là đẹp, vì nó là xe gia đình, không có hề có taxi dịch vụ gì. Cam kết cho bà con luôn. Bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, 20A121193 rát hết cổ rồi bà con ạ. Giá hết cổ luôn. 21193 chiếc Kia Carian 225 triệu đời 2010. Động cơ 1.6 thôi. Các bác có thể làm xe gia đình và xe dịch vụ quá ok với mức tiền là 225 triệu đồng thôi ạ. Biển 20A. Đó. Đây, biển 19A033030 là Carian rất là nhiều luôn. Carian em chùm, Carian miền Bắc đời 2010 và bản đủ và giá 255 triệu đồng. Bản đủ cờ lốc này. Túi khí phanh ABS. Tiếp theo là chiếc Vivan BR 2008 bản đủ đấy ạ. Bên em đang chào bán là 158 triệu bằng cái chiếc Vivan bên kia. Có hai chiếc để bà con lựa chọn nhé. Vivan Chevrolet thương hiệu Mỹ sản xuất tại Việt Nam đời 2008, bản đủ túi khí phanh ABS. Xe rất là đẹp, cứng cáp, keo chỉ zin cả xe. Và hiện tại bên em đang chào 158 triệu thôi, 158 triệu. Đó, Fortuner hiện tại bên em còn một chiếc Fortuner máy xăng động cơ 2.7 đời 2013 số tự động. Hiện tại đang chào bán là 495 triệu đồng. 495 nhé, biển Hà Nội, tên tư nhân. Đó, rất đẹp, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, rất đẹp, xuất sắc. Karen vẫn còn một chiếc nữa này, biển 99A17894. Chiếc này là chiếc máy dầu và đời 2008 nhập Hàn. Động cơ 2.0, cửa sổ lóc, túi khí đầy đủ. Em đang giao bán là gần 300, 298 triệu. Vừa về Vios Nimo, Vios E xịn đời 2013 nhé. Và một chủ từ mới. Số sàn động cơ 1.5 và bán có 282 triệu đồng thôi ạ. Ôi giời, rất là rẻ và đẹp, phù hợp với mọi người. Để mọi người lấy và xem và mua, liên hệ trực tiếp Khả Năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 79. Vios E xịn đời 2013, một chủ từ mới và đang màu đen.
một chủ từ mới nhá, đang chào bán đầy đủ túi khí phanh ABS 82 triệu 282. Ở đỗ vào góc này thì hiện tại bên em còn một chiếc Vios biển 15A 13391. Đây chị anh em chưa có giá bán thì em sẽ đỗ ở đây đây. Đấy, mọi người có thể xem xe tại địa chỉ não Hải Phòng. Chiếc này em ngó qua một chút thì em sẽ biết nó là đời gì. Đấy, chiếc này động cơ 1.3, khả năng đời 2014 nhá. Và hiện tại đang chào bán tầm 298 triệu gì đó anh em ạ. Rất đẹp. Rồi, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người một loạt những chiếc xe đang có mặt tại cơ sở của Khả Năng Ô Tô là não Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0326062789. Anh em nào cần có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 để cảm nhận và chạy thử miễn phí nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, xin kính chào, hẹn gặp mọi người trong clip sau.